Thiều Mỹ Kỳ sinh năm 1965 và được biết đến là một trong những hoa đáng nổi tiếng của đài TVB những năm 80-90. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp hiện đại, nữ diễn viên còn được đánh giá là một người có khả năng diễn xuất vừa chân thật vừa giàu cảm xúc. Thiều Mỹ Kỳ từng chia sẻ mỗi khi nhận được kịch bản cô đều nghiên cứu rất kỹ về nhân vật, thậm chí còn tìm phim ảnh với những nhân vật tương tự để tham khảo. Nghiêu tự nhận xét về bản thân, tôi cảm thấy trước đây mình diễn hay hơn bây giờ. Thời xưa mới 20 tuổi đầu chưa va chạm nhiều với cuộc sống nên diễn xuất rất tự nhiên, khoáng đạt. Còn khi đã trưởng thành tôi phải suy nghĩ nhiều thứ nên diễn xuất ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Dù vậy tôi vẫn thích cách diễn xuất của mình trong hiện tại vì quá khứ không thể quay trở lại. Phải biết chấp nhận thực tế mà sống, Thiệu Mỹ Kỳ tự nhận xét về diễn xuất của mình như thế. Hôm nay hãy cùng iFlex Profile tìm hiểu về cuộc đời của nữ diễn viên Thiệu Mỹ Kỳ nhé. Chuyện tình với tài tử người trong giang hồ. Mặc dù là mỹ nhân vạn người mê và có sự nghiệp thành công, thế nhưng đường tình của người đẹp họ Thiệu lại khá lận đận. Trước khi có mối tình nổi tiếng với nam tài tử Trịnh Y Kiện, nữ diễn viên từng có bạn trai là nhà giám chế nổi tiếng Thích Kỳ Nghĩa. Tuy nhiên mối tình này không kéo dài được bao lâu thì hai người chia tay do bất đồng quan điểm. Sau đó ở thời kỳ rực rỡ nhất, Thiệu Mỹ Kỳ quen biết và yêu đương với Trịnh Y Kiện. Đây cũng là mối tình khiến báo giới Hồng Kông tốn không ít giấy mật. Được biết người bạn trai này khi đó chỉ là một diễn viên chưa có danh tiếng, nhỏ hơn nữ diễn viên 2 tuổi. Anh si mê cô ngay từ khi thấy vai diễn Thạch Y Minh trong bộ phim Giọt Máu Thiện Ác. Sau này khi có dịp gặp gỡ và đợi đến lúc Thiệu Mỹ Kỳ chia tay mối tình đầu, anh quyết định cưa đổ đàn chị. Đến năm 1992, cảm động trước tấm chân tình của Trịnh Y Kiện, người đẹp Thiệu Mỹ Kỳ đã chấp nhận tình cảm của anh. Khi ấy chuyện tình của cả hai được bao khán giả lẫn truyền thông và bạn bè chúc phúc. Khoảng thời gian yêu đương, cặp đôi luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất, dù Trịnh Y Kiện bị cho rằng dựa hơi bạn gái. Tuy nhiên anh cũng mạnh miệng khẳng định đời này chỉ cưới Thiệu Mỹ Kỳ và chăm sóc cho cô mãi mãi. Tuy nhiên 2 năm sau, trong khi bạn trai ngày một nổi tiếng thì sự nghiệp của Thiệu Mỹ Kỳ lại ngày một xuống dốc do sức khỏe người đẹp ngày càng giảm sút. Khoảng thời gian này hai người cũng thường xuyên dính tin đồn đã chia tay. Thế nhưng Trịnh Y Kiện vẫn khẳng định tôi sẽ chăm sóc Thiệu Mỹ Kỳ suốt đời suốt kiếp. Nhưng rồi lời hứa suốt kiếp ấy chỉ kéo dài được thêm vài năm. Bởi vào năm 1999, cả hai chính thức đường ai nấy đi sau 7 năm mặn nồng bên nhau. Không lâu sau, Trịnh Y Kiện công khai hẹn hò với Lương Vĩnh Kỳ, còn Thiệu Mỹ Kỳ thì bị suy sụp nặng. Cuộc tình với bạn trai kém tuổi. Phải 9 năm sau khi chia tay người cũ, Thiệu Mỹ Kỳ mới mở lòng đón nhận tình cảm mới. Người bạn trai mới của cô là Thi Tổ Lam, kém cô 9 tuổi. Cả hai nên duyên sau khi hợp tác chung trong tác phẩm Tactical Unit Come Raising Arm. Ngỡ rằng người đẹp họ Thiệu có thể tìm thấy cho mình hạnh phúc, thì vào năm 2015, Thiệu Mỹ Kỳ một lần nữa chia tay bạn trai sau khi phát hiện người này lăng nhăng bên ngoài. Một lần nữa, cuộc tình 6 năm của Ngọc Nữ TVB lại kết thúc trong đau khổ. Trải qua quá nhiều đau thương trong chuyện tình cảm, ở tuổi 59, hoa đáng TVB năm nào chọn cho mình cuộc sống độc thân vui vẻ và an nhiên bên mẹ già. Đặc biệt trong 3 năm dịch, người đẹp gần như ở ẩn bởi cô không muốn ra ngoài lại mang bệnh về cho mẹ. Trong khoảng thời gian ở nhà, cô thường xuyên đưa mẹ đi dạo hay thực hiện những công việc nội trợ thường ngày. Đặc biệt, nữ diễn viên còn hoạt động rất tích cực và năng nổ trong câu lạc bộ leo núi do nam tài tử Châu Nhuận Phát thành lập. Xinh đẹp, tài năng nhưng chưa gặp thời. Không giống như nhiều ngôi sao có ước mơ trở thành diễn viên, Thiệu Mỹ Kỳ bén duyên với màn ảnh chỉ là một sự tình cờ. Khi nữ diễn viên 19 tuổi, lúc đó cô đang làm y tá ở một phòng khám tư thì được bạn bè kéo đi dự buổi phỏng vấn tuyển học viên của TVB. Tưởng chỉ tới cho vui, ai ngờ rằng cô được lựa chọn theo học khóa đào tạo nghệ sĩ lần thứ 2 của nhà đài. Cứ như vậy, Thiệu Mỹ Kỳ trở thành bạn học của Đặng Tùy Văn, Lê Mỹ Nhàn và Quách Phú Thành. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1985, khởi nghiệp từ những vai phụ không tên, thậm chí không lời thoại, nhưng với tính cách kiên trì, cô vẫn miệt mài với từng vai diễn. Thời điểm Thiệu Mỹ Kỳ vừa tốt nghiệp, TVB đang thịnh hành làm phim cổ trang. Các diễn viên như Tăng Hoa Thiên, ông Mỹ Linh đều thành danh nhờ vai diễn trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp. Duy chỉ có cô là không. Nguyên nhân bởi tuy cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người, nhưng ngũ quan quá hiện đại không thích hợp với kiểu nhân vật cổ trang nhẹ nhàng thanh tú. Năm 1986, trong khi Lê Mỹ Nhàn, Đặng Tùy Văn được TVB lăng xê đóng nữ chính trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thì Thiệu Mỹ Kỳ cũng được TVB giao vai tiểu chiêu.
Tiểu Chiêu là vai phụ nên đương nhiên không xuất hiện nhiều. Dù vậy, nhân vật này là một cô gái khiến Trương Vô Kỵ đem lòng vấn vương và được nét đẹp xuân xanh của Thiệu Mỹ Kỳ điểm tô nên khán giả yêu thích. Sau thành công vang dội của bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sự nghiệp của Thiệu Mỹ Kỳ bắt đầu tỏa sáng. Các vai diễn của cô ngày một thăng cấp từ nữ thứ chính đến nữ chính, nhưng cô vẫn phải mất 3 năm chờ đợi mới khẳng định được vị trí trên màn ảnh nhỏ TVB. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Đến khoảng năm 1989, vị thế của phim cổ trang ở TVB suy giảm dần. Thay vào đó, các bộ phim truyền hình hiện đại thịnh hành hơn cả, mở ra thời kỳ hoàng kim của Thiệu Mỹ Kỳ. Tên tuổi cô bắt đầu được nhiều người biết tới qua vai diễn Triệu Gia Mẫn trong Nghĩa Bất Nhung Tình. Đến năm 1990, nữ diễn viên bước lên hàng hoa đáng TVB sau khi tham gia bộ phim Giọt Máu Thiện Ác đóng cùng Ôn Triệu Luân. Mặc dù Thiệu Mỹ Kỳ nói rằng lương của cô thấp, song với năng suất làm việc cao, thu nhập của nữ diễn viên vẫn thuộc hàng top đầu trong số các diễn viên nữ. Từ năm 1985 đến 1989, dù chưa được biết đến nhiều nhưng cô đã liên tiếp góp mặt trong 18 bộ phim lớn nhỏ. Nếu chỉ tính mức thù lao thấp nhất của mỗi bộ phim là 30.000 đô la Hồng Kông, tương đương 89 triệu đồng, cô cũng đã có được ít nhất là 840.000 đô la Hồng Kông, tương đương hơn 264 triệu đồng. Đến những năm 1990, thành công của các bộ phim như Duyên Nợ Tình Xa, Quan Trường Sóng Gió, Phong Bạo Màu Xanh, Cuộc Đối Đầu Sinh Tử đã giúp Thiệu Mỹ Kỳ nhiều lần nhận đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất, đồng thời mức lương của cô cũng tăng lên đáng kể. Nếu tính trung bình mỗi bộ phim nhận được 500.000 đô la Hồng Kông, tương đương 1,4 tỷ đồng, thì đến năm 1999, diễn viên họ Thiệu đã đóng 27 bộ phim, đồng nghĩa với việc kiếm được ít nhất 20 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 59,3 tỷ đồng. Không chỉ đóng phim truyền hình, Thiệu Mỹ Kỳ còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và các MV ca nhạc với mức lương tương đối cao. Trong số các nữ nghệ sĩ Hồng Kông, Thiệu Mỹ Kỳ là người ít thay đổi hình tượng nhất. Điển hình là mái tóc ngắn quen thuộc của cô từ bao năm qua. Giải thích lý do tại sao cô mãi trung thành với kiểu tóc tém, Thiệu Mỹ Kỳ nói, vì khuôn mặt cũng như cá tính của cô không thích hợp với mái tóc dài. Chuyển đổi hình tượng bà mẹ màn ảnh. Thiệu Mỹ Kỳ từng có khoảng thời gian 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ TVB. Năm 1999, cô đánh dấu sự trở lại với bộ phim Tuyết Sơn Phi Hổ, đóng vai Lãng Kiếm Thu, mẹ của Hồ Phỉ Trần Cẩm Hồng đóng. Đây là lần đầu tiên Thiệu Mỹ Kỳ xuất hiện với hình ảnh người mẹ trên màn ảnh và cũng là sự khởi đầu cho các vai bà mẹ tiếp theo, như trong phim Trường Bình Công Chúa đóng vai mẹ của Sa Thi Mạn và Quách Thiện Ni, hay trong phim Thanh Đao Công Lý thủ vai mẹ của Ngô Trác Hy. Có người hỏi Thiệu Mỹ Kỳ đóng vai bà mẹ như thế không sợ bị già trước tuổi sao? Thiệu Mỹ Kỳ cho rằng, nếu tôi vẫn tiếp tục đóng phim thì việc lên chức làm mẹ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện nay Thiệu Mỹ Kỳ ký hợp đồng với TVB theo phương thức từng đầu phim, vì thế cô có nhiều không gian trong việc lựa chọn kịch bản. Đa số các vai diễn của Thiệu Mỹ Kỳ đều có số phận hẩm hiu hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô. Tính tôi vốn lạc quan vui vẻ, nhưng không hiểu sao các đạo diễn cứ giao tôi đóng những vai bi. Đây cũng là cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình, Thiệu Mỹ Kỳ nói. Và đây chính là cuộc đời của nữ diễn viên Thiệu Mỹ Kỳ. Bạn nghĩ sao về cuộc sống của nữ diễn viên? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn bạn ủng hộ và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.